Giao thông là yếu tố quan trọng để tạo nên yếu tố tiện lợi trong đời sống của con người. Và đối với một bất động sản, giao thông chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định cho giá trị của tài sản. Mặc dù thuộc khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhưng vị trí khu căn hộ Beacon Polygon lại rất đặc biệt khi sát bên quận Thủ Đức cũ, nay là thành phố Thủ Đức. Với vị trí này, thì dự án Beacon Polygon sở hữu mọi yếu tố của một địa chỉ an cư lý tưởng và là thỏi nam châm thu hút thị trường. Vì ở vị trí này, nên hai đầu của đường Bế Văn Đàn, nơi khu căn hộ tọa lạc, nối liền với hai tuyến đường huyết mạch của khu vực là xa lộ Hà Nội và đại lộ Phạm Văn Đồng, chỉ trong thời gian di chuyển từ 1 đến 3 phút. Vì vậy, việc di chuyển hàng ngày sẽ dễ dàng và thuận tiện cho cư dân Beacon Polygon khi vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hay các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Dĩ An, Thuận An để làm việc và học tập. Không chỉ giao thông thuận tiện, khu căn hộ Beacon Polygon còn nằm cạnh bên khu dân cư văn minh, phát triển, thừa hưởng một hệ thống tiện ích, hạ tầng xã hội ngoại khu phong phú. Tất cả các tiện ích từ học tập, mua sắm, vui chơi giải trí đã được hiện diện đầy đủ trong bán kính từ 500m đến 3km. Đời sống của cư dân còn tiện nghi hơn khi được tiếp cận ngay hàng loạt các dịch vụ tiện ích trong nội khu. Với 19 shop house phân bổ ở khối đế tòa nhà sẽ là khu vực cung cấp hàng loạt các tiện ích phục vụ cho nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí của cư dân. Beacon Polygon được xây dựng trên khu đất rộng 5.855,5m2, trong đó tỷ lệ xây dựng chỉ 38%. Khu căn hộ Beacon Polygon gồm khối nhà cao 29 tầng và 2 hầm để xe. Dự án cung cấp cho thị trường khu vực giáp ranh thành phố Thủ Đức 783 căn hộ, trong đó có 764 căn hộ ở và 19 căn shop house. Kế thừa những giá trị cao và tinh hoa kiến trúc của hệ thống dòng sản phẩm căn hộ Beacon. Tại Beacon Polygon, căn hộ ở được thiết kế linh hoạt với nhiều diện tích từ 41 đến 65m2, tương đương với các căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ. 100% căn hộ Beacon Polygon được thiết kế đều có mặt tiếp giáp với nắng gió thông qua hệ thống ban công rộng và cửa sổ lớn. Tập đoàn Beacon còn đầu tư mạnh cho mảng xanh nội khu và các tiện ích khác như sân chơi cho trẻ em, đường dạo bộ, hồ bơi, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng. Beacon Polygon như một làn gió mới đem đến cho thị trường những cơ hội nhà ở hấp dẫn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hàng loạt các yếu tố từ tiện ích nội khu và ngoại khu cùng với lợi thế về giao thông, căn hộ hiện đại chất lượng cao đã khẳng định Beacon Polygon là cơ hội hấp dẫn để sở hữu một nơi an cư lý tưởng cho cư dân thành thị. Beacon Polygon, an cư hiện tại, kiến tạo tương lai.